Mà chú học học sang cái chương 15 là đồ họa con rùa. Đồ con rùa thì nó không nằm mà bên trong bản, nó không nằm trong lõi của Python mà nó đi kèm cái này, chúng ta có thể dễ dàng dùng module nhé. Em đừng cắt tiếng đi em Bình ơi. Rồi thì ở trong trong thư viện module có sẵn của Python là có sẵn rồi, chúng ta chỉ việc đưa nó vào thôi. Ví dụ chúng ta dùng lệnh này, ví dụ chúng ta dùng lệnh là from module nó có tên là turtle, con rùa. Đấy, chúng ta import nó vào, chúng ta nên import toàn bộ các lệnh vào để chúng ta thực hiện. Khi chúng ta lệnh chuyện này từ từ màn hình thì là nó sẽ đã load vào trong 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 cái cửa sổ của chúng ta là cái toàn bộ module con rùa. Thì module con rùa đó là cái gì? Nó là một cái module của Python và người ta đã mô phỏng lại toàn bộ cái logo nôm na như vậy. Bạn biết là cái ngôn ngữ lập trình logo mà trước đây là được phổ biến mà ở Việt Nam chúng ta đã đưa vào dạy cho học sinh tiểu học, và trong thời gian dài thì cái logo này là cái ngôn ngữ để cho học sinh tiểu học thi, học sinh giỏi là thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc về lập trình. Thì cái logo này thì phần lớn là nó chức năng nó là vẽ vẽ hình, nó mô phỏng một con rùa vẽ hình. Thì cái module turtle này này, con rùa này của Python là nó mô phỏng lại gần như trọn vẹn toàn bộ cái phần mềm logo đó. Nôm na là có thể hiểu là toàn bộ cái logo là nó nhúng vào trong cái Python mà chúng ta có thể thực hiện những cái lệnh của nó. Thì cái bài học này, cái chương này tôi muốn nói về về cái đó. Nhưng cái chương này là cái viết là phần này là phần phần đơn giản thôi, phần phần cơ bản, không với không không có phần nâng cao. Thì sau này khi mà nâng cao lên thì phần nâng cao lên thì mới có những cái phần mềm hay, còn ở mức cơ bản này thì là mức mức dừng lại mức vẽ thôi. Chúng ta sẽ làm những chương trình để vẽ là chính, còn hầu như không có các chương trình tương tác, mấy cũng có nhưng không không nhiều. Thì muốn học qua phần sang cái phần tương tác thì chúng ta phải học sâu hơn một chút về cái module này. Thì bài hôm nay là bài tôi nói về cái phần đơn giản đó nhé. Rồi thì chúng ta làm như sau này. Thì khi mà chúng ta đã load cái này vào rồi thì chúng ta có thể kiểm tra xem cái module nó có những hàm nào. Đây, rất là nhiều luôn, và chúng ta sẽ phải học một số những hàm cơ bản ở đây này. Đấy, nó có khá nhiều đấy nhé, và nó đủ có chức năng để chúng ta có thể vẽ ra những cái hình cơ bản ở trên màn hình. Các bạn biết rằng là một thời gian dài Việt Nam mình là dùng cái logo để cho học sinh tiểu học học vẽ. Khi mà có Scratch thay thế thì Scratch đã thay thế được, người ta bỏ đi phần logo đi và cái Scratch nó có chức năng vẽ y hệt như là logo, gần giống như logo, và học sinh đã dùng Scratch để vẽ rất là nhiều. Thì cái bản turtle này của con rùa này của Python nó mô phỏng lại hoàn toàn logo, nhưng mà nó có rất nhiều cái lệnh nó hoàn toàn tương tự như là Scratch. Cho đối với ai mà lập trình Scratch thành thạo đấy thì chuyển sang cái logo này, chuyển sang cái con rùa này nó rất là dễ, rất là hay nhé. Rồi như vậy chúng ta đã học được một số những cái nhé. Thì đầu tiên tôi muốn mô tả một vài lệnh ban đầu này. Thì đầu tiên là chúng ta và chúng ta đây chúng ta mà mặc định khi mà import total thì chúng ta đã bắt đầu đưa cái module này vào trong chương trình, nhưng mà nó chưa khởi động cái màn hình đồ họa, thì muốn khởi động chúng ta phải dùng một lệnh như đó. Ví dụ ta dùng lệnh này là show total, đây là cái lệnh là hiển thị con rùa ở trong trong cửa sổ đó. Đây lệnh này nằm ở đây này, show đâu rồi, show show đây, show total. Đây, lệnh này nó có hai lệnh là show total là lệnh là hiển thị con rùa, và lệnh là hai hai đâu rồi, đây hai total là lệnh là ẩn con rùa đi,
chúng ta có thể ẩn con rùa và hiện con rùa lên nhé. Đây là một lệnh, thì khi ta enter một cái là nó để hiện lên hiện ra đây này. Đây, đây chính là cái cửa sổ. Cửa sổ là Python Turtle Graphics, là cửa sổ đồ họa của con rùa nhé. Đó, và chúng ta có thể thực hiện những lệnh như đấy, thì mặc định ở chính tâm là con rùa này, mặc định nó là hình 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 cái mũi tên và nó nằm ở vị trí là không 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 không, thì con cái tốc độ của nó nhé, tốc độ của nó giống như là của Scratch ấy, là đây là không không này, và rồi tốc độ y, tốc độ x là ở phía trên nhé. Chúng ta có thể kiểm kiểm tra xem là cái chúng ta có thể dùng lệnh là setup để làm lại cái cửa sổ. Cái cửa sổ mặc định của con thân này là chiều dài là 680 và chiều ngang là 540 thì phải, dùng giống như cái cửa sổ DOS cũ đấy. Còn bây giờ chúng ta phải sửa lại, tôi muốn sửa lại cái cửa sổ nó giống như cửa sổ của Scratch, để là chiều rộng là 480 và chiều cao là 360. Đấy, để như này. Đấy, thì là tức là nó nhỏ lại như này. Thì đây cửa sổ là vừa vặn, thì chúng ta có thể là thực hiện những cái lệnh mà tương tự như ở trong Scratch. Được chưa? Rồi thế chúng ta làm thử nhé. Một số lệnh nó đơn giản. Thì đối với token thì mặc định là gì, là khi mà chúng ta di chuyển qua con rùa đi thì nó sẽ vẽ trên màn hình, giống như là lệnh vẽ ở trong Scratch. Đây chúng ta thử cái lệnh cho đây này. Bây giờ chúng ta thử cái lệnh là lệnh go to, biết rồi. Go to là lệnh di chuyển đến vị trí khác. Người ta go to đến 100, 100, ta di chuyển đến tọa độ là 100, 100. Enter. Này thì nó di chuyển tới đây này. Di chuyển tới đây. Đấy. Bạn không? Cái hình này nó chuyển, mỗi một con rùa nó có hướng của nó. Mặc định là nó hướng theo chiều ngang, nó di chuyển nhưng mà nó vẫn hướng theo sang bên phải. Thì cái hướng này là cái gì? Đây, hướng này là chúng ta có dùng là hidden. Hidden để kiểm soát xem là hướng là cái gì. Hướng của nó là không, và chúng ta có thể là dùng là set hidden. Ví dụ ta được set hidden là 90 độ thì nó sẽ xoay con rùa lên trên. Đây, xoay con rùa lên trên. Đó, nhé. Thì hướng của con rùa là như sau này. Sang bên nó khác Scratch, sang bên phải là 0 độ, bên trên này là 90 độ, bên này là 180 độ, xuống bên này là âm 90 độ hoặc là 270 độ, sang bên này là 0 độ hay là 360 độ theo độ. Đó. Thì chúng ta dùng cái lệnh là set hidden để thay đổi cái hướng của cái của con rùa. Lệnh go to là lệnh di chuyển đến vị trí nào nào đó, đúng không? Rồi, để điều khiển cái em bây chúng ta sẽ di chuyển tiếp tục này. Bây giờ con rùa đang ai tôi biết tôi dùng lệnh là shape, là lệnh có thể thay đổi cái hình dạng dạng con rùa, thì chúng ta có thể thay đổi hình dạng là tơ tầng đổi hình dạng của nó, hình dạng thay đổi như là hình dạng là con rùa đấy, con rùa thấy con nào đấy. Nó có một cái lệnh là get get shape để hiển thị ra tất cả các loại hình dáng của con rùa có thể có của shape. Đây, lệnh này này nó trả lại này. Có hình arrow này là mặc định này, là mũi tên này, blank là rỗng này, circle là hình tròn này, classic là cái hình hình không nhớ cái hình gì, square là hình vuông này, triangle là hình tam giác này, và turtle là hình con rùa. Đấy. Bây giờ tôi cho thấy nó ở đây này. Đấy, ở đây rồi nhé. Đó. Thì bây giờ tôi cho còn cái lệnh là lệnh clear, là lệnh xóa, xóa đi, xóa. Xóa cái màn hình đi. Đó. Bây giờ tôi còn cái lệnh là tôi nâng bút lên hạ bút xuống là lệnh pen, giống như là hệt hệt như Scratch. Pen up là nâng bút, còn pen down
pen down là hạ bút. Khi ở chế độ hạ bút thì con số nó di chuyển, nó sẽ vẽ trên màn hình một cái đường đi, còn pen up thì nó không vẽ. Đây, như vậy là một vài lệnh ban đầu chúng ta biết nhé. Lệnh show và hai total này, lệnh setup, lệnh xác định cái kích thước của cửa sổ hiện ra trên màn hình cửa sổ đồ họa này, lệnh set hit, set hitting là xoay hướng của con rùa về hướng nào đó này, đúng không? Ở trong Scratch nó có hết cả lệnh đó. Nếu ai mà các bạn nào thạo Scratch thì chuyển sang cái này rất là nhanh. Lệnh get shape là lệnh hiển thị ra tất cả các cái hình dạng con rùa có thể có được. Đấy, thì ở trong cuốn sách kia tôi có biết là cách chúng ta có thể bổ sung vào đây các con rùa khác, nhưng mà mặc định chúng ta dùng ở đây. Lệnh shape là lệnh có thể sử dụng bổ hình dạng con rùa, và lệnh clear lệnh xóa màn hình, lệnh pen up và pen down là các lệnh để đặt chế độ là nâng bút hoặc là hạ bút. Khi ta hạ bút thì di chuyển con rùa nó sẽ vẽ, khi nâng bút thì di chuyển con rùa nó không vẽ. Đấy chưa? Đó, nên đó là những cái ban đầu nhé. Và chúng ta có thể thực hiện những lệnh bất kỳ ở trên ở trong cái chương trình này của chúng ta để điều khiển con rùa để vẽ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ không dùng sử dụng cái môi trường tương tác nữa, bây giờ tôi sẽ chuyển sang môi trường lập trình. Lập trình, và chúng ta sẽ học các cái lệnh mà học những cái bài toán đơn giản để chúng ta điều khiển con rùa để vẽ trên màn hình. Bây giờ tôi sang đây, tôi sang đây nhé, và tôi bắt đầu tạo ra các chương trình đầu tiên. Vì sao riêng đối với con rùa tôi lại chuyển ngay sang 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 cửa sổ lập trình? Bởi vì là cái điều khiển con rùa trên màn hình tương tác ấy nó hơi khác một chút so với điều khiển con rùa ở trên cái cửa sổ lập trình. Mà thông thường chúng ta sử lập trình là chính, cho nên tôi sẽ bỏ qua cái việc thực hiện các lệnh trên cửa sổ tương tác mà sẽ chuyển ngay sang cửa sổ lập trình nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu này. Đó, chúng ta sẽ học sang cái bài đầu tiên nhé. Bắt đầu những bài đầu tiên là chúng ta học đơn giản thôi. Đây, thì đầu tiên là như này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập như sau. Chúng ta sẽ vẽ hình vuông. Đầu tiên khi ta set up một cái đồ thị con rùa thì con rùa sẽ nằm ở giữa màn hình. Vị trí 00, chúng ta sẽ kẻ một đường vẽ một hình vuông chiều ngang là như vậy là 100 chẳng hạn, lên 100 như này. Chúng ta vẽ một hình vuông đơn giản nhé. Rồi, bài đầu tiên là chúng ta vẫn dùng lệnh là from turtle, vẫn là như thế nhé. Import như này. Đấy, thì để cho rồi, và bây giờ chúng ta bắt đầu này. Chúng ta sẽ show. Đấy, show turtle là cái lệnh đầu tiên này hiện ra này. Lệnh thứ hai là lệnh chúng ta nên dùng là cái lệnh là thay đổi con rùa nó về dạng là turtle, vì mặc định của con rùa là hiển thị là cái hình mũi tên chúng ta thích, vì con rùa chúng ta đổi như này, được chưa? Rồi, và khi hiện ra rồi thì chúng ta đặt chế độ là pen up. Được chưa? Thì thông thường đây là những lệnh đầu tiên. Đấy. Thích thì chúng ta có thể làm thêm lệnh nữa là lệnh là set up cho nó đúng, set up là 480 360 cho nó giống cửa sổ của Scratch nhé. Đó, thế đây là lệnh mà set up đầu tiên nhé. Sau phần này sẽ là cái phần điều khiển chính của chương trình. Vẽ cái gì đó đi theo yêu cầu bài, vẽ bông hoa hay là vẽ hình vuông, vẽ tam giác hay là vẽ hình thì mà theo yêu cầu của bài tập. Nhưng mà chú ý khi kết thúc chương trình bắt buộc phải có một lệnh sau đây, lệnh là main loop. Các bạn chú ý nhá, đây này, này. Lệnh main loop là lệnh bắt buộc phải nằm ở cuối mọi chương trình liên quan đến đồ họa con rùa. Đó. Rồi, thế đây là như vậy, đây là một cái đoạn chương trình đơn giản như này nhé. Bây giờ tôi sẽ lưu cái file này lại. Lưu thêm lần lại. Hôm nay chúng ta là buổi thứ 11 đúng không? Đâu rồi? Đây T1 đây. Hôm nay là D11 đúng không? Đấy. Đây là bài B1 nhé. Đầu tiên chạy thử này. Thử xem nó là cái gì nhé. Đây. From từ thiếu thiếu chữ T ở đây. Rồi. Chạy thử lại nào. Đây, ra đây này. Mọi thấy không nào? Như vậy là đây là cái màn hình đầu tiên nhé. Chỗ này là cái chỗ để hiển thị con rùa này, đặt chế độ con rùa này, chế tắp cửa sổ này, là pen up lên.
vì vì sao vì vì mặc định của chị của cái chế độ con rùa là nó luôn luôn nó hạ bút chứ nó muốn đặt lên cho đấy rồi đây nhé, nhưng mà nó là cái này đó rồi. Thế bây giờ tôi sẽ chạy chương trình này. Bắt đầu tiên này, tôi sẽ vẽ cái vẽ hình vuông nhé. Có độ dài là D. Được chưa? Bây giờ tôi viết một cái chương trình D. Viết một cái hàm là vẽ hình vuông độ dài là D và tổng quát lên như này nhé. Nó bắt đầu từ vị trí khi nó vẽ này là hiểu là vẽ bắt đầu từ vị trí hiện thời của con rùa nhé. Cái làm như sau, cái làm mà chúng ta kẻ bốn đường thôi, chúng ta dùng là for in range giống như vậy, ta đã học in range bốn lần, ta phải đi bốn lần mà. Đầu tiên là ta dùng lệnh là lệnh là đi phía trước, lệnh move, lệnh trong trong class là move, lệnh này nó là forward, chúng ta nhớ nha, forward. Hay là với ngắn là FD, FD là lên phía trước giống như là logo rồi lại là FD, chúng ta dùng là forward cũng được, là FD cũng được nhé. Forward phía trước là D. Sau đó là quay sang trái 90 độ left, left. Quay sang trái 90 độ. Đây chính là cái thủ tục để vẽ một hình vuông bắt đầu từ vị trí hiện thời mà ta đâu không biết là vị trí nào. Muốn vẽ này ta phải làm như sau, ở đây là pen up, đây chúng ta đặt chế độ là pen down nhé, pen down. Đấy. Và khi vẽ xong thì chúng ta sẽ nâng bút lên. Được. Rồi bây giờ tôi bắt đầu vẽ này, đây là tôi viết là vẽ hình vuông 100 chẳng hạn, đấy, thì nó vẽ. Đây là cái hàm số nhé, đây là lệnh của chúng ta đây, vẽ cụ thể là vẽ 100 đây, chạy thử này cho nó vẽ được không, đấy nó vẽ, mà theo nó vẽ hình vuông độ dài là 100, 100 đây, đó. Bây giờ sửa lại cái này là 150, cho nó ra cái gì, 150 nhé, chạy thử này, đấy, 150, bắt đầu từ 00, được chưa, đó. Đấy, nhưng mà các bạn thấy đây là cái lệnh, đây là cái bài đầu tiên nhé, giữ âm lộ rất là đơn giản. Như vậy chúng ta biết thêm lệnh forward là lệnh đi về phía trước nhé. Lệnh backward là đi về phía sau, thì nó có hai cái lệnh là lệnh forward nhé. Thế này, hoặc là chúng ta dùng lại là FD cũng được, còn ngược lại thế nên là backward hoặc là BK. Mà thật ra là bách uộc, ví dụ là tôi viết là bách uộc 10 thì nó chính là gì? Chính là forward trừ 10 thôi, đúng không? Bách uộc 10 thì nó chính là forward trừ 10 thì đi ngược trở lại thôi. Cho nên chỉ cần forward là đủ. Đây, cái này là cái đường mà đi về đi ngược lại là 10. Cho nên là nó cũng dễ hiểu thôi, đúng không? Được rồi, tôi quay lại đây nhé. Đó. Được chưa? Thế bây giờ tôi vẽ thêm một lệnh nữa nhé. Bây giờ tôi vẽ thêm như này. Bây giờ tôi làm như sau, tôi muốn vẽ cái hình là hình vuông này, D này, xong tôi lại vẽ tiếp hình vuông to hơn một tí nữa, cứ thế tôi vẽ tôi vẽ là 10 cái hình vuông như vậy nhé. Đầu tiên tôi cho D bằng 10, cho D bằng 50, tăng lên là 60, 70, 80, 90, tôi vẽ liên tục 10 cái hình như thế nhé. Các bạn sẽ thấy như nào. 10 hình vuông lồng nhau, bắt đầu từ 0 0. Đầu tiên là 50 này, 50, 50, 50, 50, lại 60, 60, 60, 60, 70, 70, 70 nhé. Chúng ta làm cái đó như thử nhé. Chúng ta sẽ ghi bài đó trong lòng, chúng ta sẽ ghi lại bài này và chuyển sang đó là bài số 2. Bài số 2 tôi sẽ vẽ 10 hình vuông, bài B2. Nhé. Bài B2 này là tôi ra đây tôi viết thêm này. Bài B2 là bài sẽ vẽ 10 hình vuông. 10 hình vuông. Bắt đầu từ 00 nhé. Rồi thì hình với cái hình này tôi vẫn để nguyên như này, bởi vì tôi làm trình ở đây thôi, nhưng trình đây như sau này nhé, cũng như ở đây thôi, bắt đầu ở đây nhé. Tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ for i in range 10, được chưa? Ở đây tôi phải làm lệnh nữa, ở đây là tôi cho D, đầu tiên cho D bằng bằng 50 nhé. 50.
Được chưa? Xong tôi vẽ hình vuông, vẽ hình vuông, chạy lại cái hình chữ dạy trên này và vẽ theo cái chiều là D, chiều cái cạnh là D, sau đó tôi tăng D lên lên 10, D bằng D cộng 10. Đấy, và lặp như vậy là 10 lần, 10 lần thì tôi sẽ vẽ được cứ 10 cái hình vuông là không phải trùng, không phải lồng nhau mà cũng lồng nhau nhưng mà là không không phải là không phải là đồng tâm. Chạy thử nhá. Đấy, như thế này này. Đấy. Đấy, được chưa? Vẽ hình như này. Đây là bài số 2. Thì chúng ta vẫn dùng cái thủ tục này nhé. Và chúng ta sẽ chạy như này thôi. Đó. Bạn thấy không? Nó rất đơn giản. Nếu mà cái này là rất thích là cho học sinh trẻ con học cũng được, cấp 2 là hoàn toàn học được. Tôi nghĩ là trong tương lai thì cái cuộc thi tin học trẻ đối với cấp 1 thì chắc chắn là sẽ dùng Scratch, nhưng đối với cấp 2 có thể cho học sinh lựa chọn giữa giữa Scratch và Python, thì cái lệnh cấp tập bởi vẽ là dùng cái này để vẽ thôi. Đơn giản. Bây giờ tôi sửa lại một chút nhá. Tôi sửa lại một chút, tôi cho cái hình vuông, tôi muốn là vẽ cái hình vuông là lồng lồng nhau. Lồng nhau. Lồng nhau và đồng đồng tâm. Thì làm thế nào? Hình vuông ở đây nhá. Tại hình vuông là đồng tâm. Đồng tâm thì tôi thì làm như thế nào nhé. Tôi sẽ vẽ vòng tròn đồng tâm, được chưa? Hình vuông đồng tâm nhé. Tôi bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi bắt đầu từ từ không không đi, sau đó tôi sẽ phải vẽ không không nhé, sau đó tôi sẽ phải lùi sang bên trái xuống một tí, sẽ vẽ to ra một tí và tôi cứ lùi lùi dần lùi dần lùi dần sang 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 bên trái, lùi dần với cái kích thước ra nó đây đây. Tôi sẽ làm như này nhé. Đây là tôi ghi ra tiếp bài số 3 nhé. Bài B3 là bài tôi sẽ vẽ vẽ 10 hình vuông đồng tâm. Đồng tâm. Được chưa? Mà tôi làm luôn đồng tâm và với tâm là không không, thì vuông này là lấy điểm điểm tâm mới là không không. Rồi thì tôi sẽ phải lùi xuống, lùi sang bên bên trái xuống dưới một góc là là âm, một góc là bao nhiêu độ nhỉ? Một góc là đây là không độ, một góc là một âm 135 độ, và tôi vẽ hình vuông tôi cứ giảm dần xuống thế nhé. Thì làm như sau này, hình này tôi vẫn giữ nguyên này và tôi sửa chỗ này thôi, tôi vẽ 10 hình vuông lồng nhau nhé. Bắt đầu từ D bằng 50 nhé, chiều dài của D bằng 50. Tôi xóa cái này đi, tôi làm lại, tôi sửa cái này một tí thôi. Bắt đầu từ cạnh bằng 50, cạnh bằng 50 thì cạnh bằng 50 thì suy ra là gì? Suy ra là cái bán kính của nó từ từ điểm 0 trên bên cạnh là D chia 2, là D chia 2, được chưa? D chia 2 thì làm như sau. For e in range cũng là 10 lần nhé. Được chưa? Tôi go to. Go to gì nhỉ? Go to là go to là các bạn cùng tôi tính tính một tí nhé, là ra ngay thôi mà. Go to bao nhiêu nhỉ? Go to là đây ông này này, đây là không nhé, thì ở chỗ này nó sẽ làm là đây nó còn cái đoạn trên đó chính là D trừ 2, là D, D chia 2. Chính là gì, là âm D chia 2 và âm trừ D chia 2. Đấy. Thì các cái điểm này này, và tôi vẽ hình vuông là D nhé. Cái điểm mà điểm góc trái dưới của một hình vuông ấy, nó chính là trừ D chia 2 và trừ D chia 2. Vì nó được chưa? Sau đó là nó ta vẽ hình vuông. Vẽ hình vuông D. Đấy, thì nó vẽ thành cái thì hình vuông này nó chính là có tâm là không không, đúng không? Sau ta tăng D lên, D bằng D cộng 10.
Chúng ta có thể để ở đầu tăng lên một tí được 50. Chúng ta chạy thử nhé, xem nó ra như nào nhé. Đấy. Cái bên trong cái vòng hình vuông bên trong là D và tăng lên 10 lần thì hình vuông ở bên ngoài là bên trong là 50 thì hình vuông ở bên ngoài 10 lần lên là gì? 10 nhân với 10 10 là 100 là 150. Cái chiều dài này là 150. Đó. Hiểu không? Ta ra sửa thì một tí ta ra một cái hình rất là hay, người ta có thể ta suy nghĩ một tí ta có thể biến đổi đi ra được rất là nhiều thứ nhé. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn ta làm sang bài số 3, ta biến đổi một tí nữa chứ còn hay nữa nhé. Chúng ta vẽ hình vuông và sau đó ta xoay đi một tí, xoay cho nó đẹp để ra cái hình bông hoa. Ta xoay cái hình vuông lên này. Bây giờ là ta làm cái bài số 4 nhá. Đây là bài số 3. Bài số 4 là như sau, là chúng ta vẽ cái hình vuông xong ta xoay đi một góc là làm cái ước của 360. Ví dụ ta xoay đi là 18 độ chẳng hạn thì 360 chia 18 sẽ là 20, sẽ phải ta lập 20 lần. Mỗi lần là ta xoay đi là 18 độ, ví dụ như vậy nhé. Hay tổng quát hơn có thể là ta lập n lần và góc xoay của nó là 360 chia cho n cũng được. Rồi ta làm thử nhé. Vẫn là cái bài này, chúng ta sửa đi một chút, tức là vẫn ý tưởng của cái bài này. Nha, chúng ta ghi sang bài số bài B4, chúng ta làm một số cái bài tập liên quan đến đây. Rồi vẫn là gốc của nó vẫn là cái bài vẽ hình vuông này, nhưng bìa nó khác ở chỗ này là không phải như này mà nó sẽ là gì? Nó sẽ là cái vòng xoay. Tôi sẽ xóa cái này đi, tôi làm lại bài B4 nhé. Các bạn thấy chúng ta luôn để cái menu ở phía dưới nhé. Rồi, bây giờ tôi cho n luôn, tôi cho n bằng tổng quát, n bằng 20. N là cái số lần xoay, là cái số lần xoay, được chưa? Số lần ta vẽ nhé. Thì hay là cái đúng là cái số lần và đúng là số lần vẽ ra, như ta làm for này in range 10 n tổng quát n này, được chưa? Và ta bắt đầu vẽ hình, là vẽ hình vuông này. Vẽ hình vuông D này. Yeah. Sau ta xoay. Xoay ta dùng lệnh left. Xoay đi một góc là 360 chia cho N. 360 chia cho N. Thì khi nó quay đúng N, N lần nó quay về chỗ cũ là nó quay trọn. Đấy. Đây tôi có thể tăng lên đây là 100 cho đẹp. Đây này. Cái đề trong trong Scratch hay người ta hay dùng cái này, người ta vẽ rất nhiều hình khác nhau. Mình tôi làm thử cho bạn xem nhé, xem bạn. N có tổng quát N là 20, 20 N có thể là 20 hoặc là 10 hoặc 15 tùy ý. Được chưa? Là thử cho bạn xem này. Mà nó ra được rất nhiều cái hình đẹp. Ta cho N nó tăng lên thì nó được cái hình nó còn đẹp nữa, hoặc là ta dùng cái màu khác nhau. Tôi cho cái màu sắc sau nhé. Đấy, xong rồi đấy. Thì như vậy là vẫn là chỉ là hình vuông, nhưng ta cứ vẽ lại xoay, vẽ lại xoay, vẽ lại xoay, và khi xoay tròn một vòng tròn 360 độ thì là xong. Đấy, bạn thấy đó. Thì hình này tôi tăng số n lên là nó khác ngay, là nó đẹp hơn, là nó sẽ rất đẹp. N tăng lên là 30 chẳng hạn, thử xem ra cái gì nhé. Chúng ta chạy nó vui đến cái này là chốt là cái phần nào. Đó. Cái kỹ thuật vẽ như này là dùng rất nhiều ở trong trong Scratch, rất nhiều cái đề thi có tỉnh là lấy cái tư tưởng này để ta làm. Đâu rồi? Đây, xong rồi. Rồi, như vậy là ta làm là bốn bài đầu, làm quen với bốn bài đầu tiên của con rùa nhé. Cũng rất đơn giản mà, nhưng mà cũng rất nhiều nhiều cái hay, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm tìm hiểu thêm một số lệnh khác nhé.
Bây giờ tôi sẽ vẽ hình tròn. Bây giờ tôi vẽ hình tròn nhé. Hình tròn thì nó có cái lệnh là như này, nó có cái lệnh là đây, hình tròn đâu rồi, chúng ta kiểm tra xem hình tròn là nó vẽ nó là hình, nó là circle. Đâu rồi, bằng C đây, nó là circle đó, nó là circle nhé. Hình tròn là nó rất là nhiều đây. À, vì tôi kiểm tra xem cái hình tròn này nó là cái gì nhá. Tôi kiểm tra cái lệnh này không các bạn ơi. Circle. Đây là kia. Đây này. Nếu mà là circle mà là chỉ có một biến thôi thì nó là vẽ hình tròn bằng bán kính là R nhé. Còn là vẽ là có hai biến thì cái biến sau này là cái cung tròn, là vẽ một cung là cái độ dài của cung tròn là bao nhiêu bước. À không, cái này là cái này không phải. Nếu mà bỏ qua extend thì cái này vẽ cái này thì nó là gì, nó là một đa giác, đa giác đều, đa giác đều này. Đó nhé. Như vậy là cái hình này là vừa vẽ hình tròn mà lại vừa vẽ đa giác đều, hoặc là vẽ một cung. Nhưng mà cái này thì này không, nó là cung. Vẽ một cung, nó có thể vẽ cả một hình tròn này, vẽ một cung hoặc là vẽ một 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 đa giác đều. Đấy. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ là ví dụ các bạn là hình tròn nhé. Đây. Hình tròn. Thì giờ tôi sửa đi một tí thôi. Cái bài này này, tôi sửa. Alo. Alo thầy. Nghe được không? Có. Thì học học tiếp nhé. Thôi được, Vâng, hôm chào nay đang đang mình đang nói là say sưa thì nhìn thấy dừng lại, thế mà chẳng có ai cả. Bắt đầu nhá, bắt đầu lại nhá. Vẫn đang ghi này. Vẫn đang ghi nãy giờ. Chúng ta đang làm cái bài tập này đúng không nào?
Rồi. Vì tôi nói thêm một chút về cái tô màu của cơ đồ họa con rùa thì như sau. Chúng ta sẽ dùng về màu sắc thì như sau này. Chúng ta dùng cái lệnh là color. Color thì cái lệnh này khi để mà để chúng ta tô màu thì cái lệnh này nó có hai cái tham số. Tham số thứ nhất là màu của đường viền và tham số thứ hai là màu nền. Đấy, ví dụ như tôi định dùng cái màu dùng hai tham số là màu viền là black chẳng hạn và màu nền là green chẳng hạn nhé. Các bạn có thể dùng các cái chữ để mô tả các cái màu cơ bản. Màu cơ bản đó, màu cơ bản. Thế thì khi mà chúng ta mà muốn tô màu thì làm như sau. Chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu tô màu, chúng ta dùng loại là begin fill, và khi kết thúc chúng ta không muốn tô màu nữa thì chúng ta dùng cái lệnh là dưới này. Dùng cái lệnh là end fill. Này thì nó sẽ tô màu. Chạy thử cho ra xem nhá. Nên là không tô màu nhỉ, hay là kết thúc nó mới tô màu mà. Đấy, nó tô màu. Tức là khi mà là chúng ta dùng begin fill, khi mà nó khi chạy xong cái end fill thì nó mới tô màu như này đó, tô màu như này, được chưa? Đấy, thì đó là cái cấu trúc của cái tô màu ở trong đồ họa con rùa. Nhắc lại này, nó là chúng ta dùng lệnh color. Color là nó có hai màu là màu nền, là màu 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 viền và màu nền. Màu nền, và muốn tô màu thì ta dùng lệnh là begin fill và end fill. Được chưa? Thế thì đó là một vài cái cơ bản nhất mà tôi muốn nói về cái con được con rùa. Thế bây giờ còn ít thời gian thì là hôm nay chúng ta học cho bài ngắn nhé. Tôi sẽ nói sang cái phần quan trọng là chúng ta có thể làm vài cái chương trình tương tác nhỏ ở trên cái đồ họa con rùa được. Ví dụ là như sau này, bây giờ tôi sẽ làm cái muốn chúng ta học muốn sang phần tương tác của con rùa thì chúng ta sẽ phải học thêm một cái chức năng nữa của Python mà ở trong chương trình chúng ta chưa nói. Tức là Python nó cho phép như sau này, nó cho phép chúng ta là khai báo một cái hàm số mà nội dung của nó lại là đối số của nó lại làm một cái hàm khác đó. Thì lấy ví dụ nhé, để chúng ta khai báo một cái hàm f chẳng hạn. Cái hàm f này là cái hàm mà f nó có đối số, thứ nhất là ví dụ như là a, và đối số thứ hai là function như này. Thì a là một cái tham số bất kỳ, nhưng mà cái function này là cái này nó không phải là một tham số là dữ liệu, mà nó là gì, nó là một cái hàm số có thể đưa vào bên trong cái một cái hàm khác. Đấy, thì đây là cái rất là hay của một cái rất là hay của Python, rất là hay đây. Và ở bên trong cái hàm này thì lại sau đây thì lại là function như thế này và là a như thế này đó, được chưa? Thì khi gọi cái hàm f thì nó sẽ gọi cái hàm được nêu ra ở đây và chạy trên cái đối số là cái biến đầu tiên này. Đấy, như vậy là đây là cái tham số đầu vào này, nó không phải là một kiểu dữ liệu, nó không phải là kiểu số nguyên số thực, mà nó làm cái hàm số được gọi từ bên ngoài vào và nó chạy hàm chính là cái hàm số đó. Bạn có thấy không nào? Đó, được chưa? Thì tôi thử nhé. Tôi gọi này f này, tôi gọi cái hàm là hàm 10 và gọi cái hàm là hàm print. Đấy, các bạn thấy không nào? Thì ở đây cái lệnh cái print này này là tên cái hàm số, thì bạn đã biết rồi, hàm số được truyền vào trong cái hàm f này, và khi chạy thì nó chạy print cái mục số 10 này ra. Chạy thử này. Đấy, chạy số 10 này ra. Được chưa? Như vậy là cái nó gọi nó lời gọi nó gọi lời gọi hàm của nó là như vậy. Tôi thử chạy hàm f lần nữa nhé. Đối số của nó là nhập nhập một số nhập một số nhé, và cái
Hàm thứ hai là input, cái biến thứ hai là input. Đó. Thì khi gọi hàm f như vậy thì cái đối số đầu tiên là a là cái này này, còn đối số thứ hai là input thì khi chạy thì nó sẽ gọi cái hàm input với đối số này, chạy thử này. Đấy, nó gọi là nhập một số, nó nhập là 13 chẳng hạn. Enter. Và như vậy là chúng ta thấy là mà Python cho phép là đưa một cái hàm số vào như là một cái đối số của, như là một tham số của một cái hàm khác. Thì đây là cái đặc điểm rất là hay, dạ, gọi là phần nâng cao đấy. Thì tôi dự kiến là trong cái phần chương trình Python nâng cao sẽ nói về cái này. Nói về cái này. Cái hàm số của Python nó rất là mạnh luôn đấy. Đây là một ví dụ thôi. Còn thậm chí nó cũng có thể nó trả lại giá trị làm một hàm số khác. Giá trị của nó là một hàm khác. Đối số có thể là một hàm số khác. Nhưng mà cái này tôi dùng gì, dùng ở trong cái chương trình này. Đấy, bây giờ này nhé, bây giờ tôi sẽ làm cùng các bạn, chúng ta cùng nhau làm một chương trình đơn giản để chúng ta có thể bìa như này. Bây giờ tôi sẽ viết một cái chương trình đơn giản, hiện con rùa lên trên màn hình đúng không, và tôi cứ nháy chuột lên con rùa thì nó sẽ xoay đi một góc làm 45 độ. Làm được không? Đấy, để tạm thử một cái bài tập đơn giản như vậy nhé. Đây là cái bài tập là tương tác với con rùa, là như sau: chúng ta nháy lên con rùa nó xoay đi một cái góc là xoay sang trái là 45 độ nhé. Rồi ta làm phần một cái chương trình đơn giản nhất tương tác với rùa, là tương tác với rùa nhé. Rồi như sau này, chúng ta làm thử nhé. From turtle import. Rồi chúng ta làm như sau, chúng ta đầu tiên chúng ta là show show total đúng không, total chúng ta cho nó đổi thành cái hình con rùa shape total, vì mặc định của nó là con là hình cái mũi tên. Rồi cái bây giờ chúng ta sẽ, nếu các bạn thích cho rùa nó có màu sắc thì tôi để chế độ này, tôi để đặt chế độ màu color là màu viền của con rùa là blue chẳng hạn, và màu nền của con rùa là yellow chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế thì nó sẽ đặt được màu như thế nhé. Rồi tôi có thể đặt thêm một chức năng nữa là gì, là chức năng là tôi shape size, đặt kích thước của rùa nó tăng gấp đôi. Đấy, mà tôi định là một tăng gấp đôi nhé. Và để kích thước ở đây là main loop, bao giờ cũng nhớ là cái main loop ở cuối cùng. Đấy, để tôi ghi cái bài này là bài số, bài B7 nhé, B7 tương tác. Tương tác. Đây. Tôi chạy thử xem nó ra đúng đúng nhé. Thế này, đấy, được chưa? Thì này nó không tương tác được, tôi sẽ nháy vào đây. Nháy vào nó phải tương tác, như vậy có tương tác giữa người sử dụng và con vật. Thì tương tác như thế nào? Đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Phần này là phần hay đây. Đấy. Thì như sau này, phần mềm để tương tác thì Python đưa con rùa nó cho chúng ta thiện một số lệnh, một số những cái hàm có sẵn, mà đối số là đối tượng đối số của hàm đó lại là một hàm khác. Ví dụ nhé, cái hàm là on click, có một hàm là hàm on click. Tất cả những hàm tương tác đều như vậy hết. Hàm on click là cái hàm như sau, là cái hàm mà nó có một tham số thôi là một cái hàm khác, là một hàm khác. Vừa tôi viết cái hàm làm xoay như thế này, được chưa? Thì cái hàm on click là như là như sau, để khi mà tôi nháy chuột lên con rùa thì nó thực hiện cái hàm có tên là xoay. Đó, thì tôi muốn là khi mà tôi nháy chuột vào con rùa thì nó xoay, mà thì tôi định nghĩa cái hàm là hàm xoay. Đó, thì bây giờ tôi phải đi ở đây, tôi phải định nghĩa cái hàm đó, tôi phải dùng cái def xoay. Đấy, như vậy là đây là một cái thủ tục xoay.
Khi chúng ta thiện lệnh on click, khi ta nhấn chuột lên con rùa thì nó thiện cái lệnh cái xoay này này, thì cái hàm mà hàm ứng với là cái lệnh on click này bắt buộc nó phải có hai tham số là x và y phụ thuộc. Khi nó truyền cái chạy cái xoay thì nó truyền cái tham số x y là cái tọa độ của con rùa hiện thời đang ở đây, và y và x và x và y được chưa. Và tôi thì lại nói như sau, tôi lại nói là left 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 45 độ được chưa. Lại nhé, nhân lại là để mà tương tác thì chúng ta phải thực hiện một số những cái hàm đặc biệt, lệnh đặc biệt. Ví dụ như là on click là một làm như vậy. On click là cái hàm nó được thực hiện khi mà chúng ta nháy chuột lên trên con rùa, và khi nháy chuột lên thì cái hàm này nó sẽ gọi cái tham số của nó là một hàm khác. Tham số của hàm on click bắt buộc phải là một hàm khác đó bắt buộc phải định nghĩa ở trong chương trình, mà bắt buộc phải có hai tham số là x và y, là chính là để chương trình nó truyền vào đó, truyền qua cái hàm on click này vào hàm xoay hai cái là hai tọa độ của điểm của cái vị trí x và y được chưa. Đó nhé, thế này đó. Bây giờ tôi thử nhá, thử chạy trên chương trình này nhé, mà thực đơn giản thôi nhé, chạy thử này, chạy thử on click. On click thiếu chữ C rồi. On click nhé. On click vì thiếu chữ C nên nó báo lỗi. Rồi, ta nhấn chuột vào này. Đấy, thấy nó xoay không nào? Ta nhấn chuột vào là nó xoay, là khi chúng ta mà nháy chuột vào đây thì nó sẽ thực hiện cái lệnh on click này, và nó gọi cái tham số là xoay, gọi là hàm xoay đây. Hàm xoay đây bắt buộc phải có hai tham biến là x và y nhá. Chúng ta nhớ như vậy, chúng ta nhớ, chú ý cái này nhé. Nhưng chỗ này là chỗ rất là hay của cái con rùa ở đây nhé. Tôi chạy lại cho bạn xem này, chạy lại nhé, đây chạy lại đó, thế nhé, nhảy bên này đấy, xoay này được chưa. Đấy, bây giờ tôi làm cái chương trình khác nhé, là khi tôi nháy chuột ở ở đây này, ở bên ngoài thì con rùa nó sẽ xoay về phía con chuột và đi về phía con chuột chuột nhá. Tôi làm một bài bài khác để tôi niêm cái bài mới này. Bài này là bài B, bài là bài B B8 đúng không nào? B8 là như sau. Cũng là tương tác. Một cái hàm khác tương tác với rùa. Khi nháy lên màn hình thì rùa sẽ xoay xoay về phía con trỏ chuột và chạy đến con trỏ chuột nhé. Chúng ta làm một bài đơn giản như vậy. Bài số 2 nhé, khi mà hiện gọi hệ con rùa thì nó sẽ như vậy. Để ta làm thử nhé, from này, turtle import sao rồi vẫn như vậy. Khi chúng ta dùng lệnh là đầu tiên là show hiện ra rùa đã, turtle, sau đó chúng ta không, chúng ta đặt chế độ là pen color, color là black là viền, nền là blue, ví dụ thế thôi. Show turtle chúng ta đặt chế độ là shape, shape của con rùa là hình hình cái hình con rùa, được chưa. Chúng ta đặt chế độ cho nó to lên một tí, shape size, size 3 lần đi. Đấy, được chưa. Pen up, không cần di chuyển, không cần vẽ hình, mà đây là menu loop nhé.
Chạy thử xem nào. À, chúng ta ghi vào đây. Ghi vào là bài số B8 nhé. B8 cũng là tương tác. Nào, chạy thử nào. Đây, con rùa đây nhé. Bây giờ tôi bố là khi tôi bấm chuột vào đây này thì con rùa nó xoay về hướng hướng con chuột và nó chạy về phía con chuột. Chưa? Thì làm như nào? Thì cách cách làm chúng ta làm tương tự, tôi để hai nó nhỏ lại. Đấy, thì khi mà chúng ta mà nháy chuột lên con rùa thì cái hàm là hàm on click ở trên này, hôm bài bài trước đây on click. Còn khi chúng ta nháy chuột lên phía ngoài con rùa thì không phải hàm này mà là một hàm khác. Hàm này là cái hàm có tên là on mà on screen click. Để tôi kiểm tra lại có đúng đúng cái hàm đó đấy. Cái hàm có tên là, cho là tôi kiểm tra sau nhé. Hàm có tên là, đây tôi là from import, tôi kiểm tra một tí đấy. Đây là màn hình tương tác nhé, tương tuần s t d t đâu hàm mà đây này, hàm hàm mà on screen click hàm này nhé. Hàm này là cái hàm mà khi chúng ta nháy chuột lên lên màn hình, không phải nháy chuột lên con rùa. Nhưng chuột lên con rùa thì là cái lệnh là on click là khác nhé. Còn đây là cái lệnh on click. Còn đây là lệnh on screen click thì lại khác. Đây thì chúng ta làm như sau. Về chúng ta đây chúng ta là on screen click. Đấy. Đúng không? Như vậy là thì cũng giống như là bài trước, là cái hàm này là hàm nó chạy, nó sẽ được kích hoạt khi mà chúng ta nháy chuột lên màn hình, và hàm này nó bắt buộc có một tham biến là một cái hàm khác, và khi chúng ta gọi cái hàm khác đó thì vị trí của chuột sẽ được truyền vào cái hàm đó, bắt buộc truyền vào XE. Hàm này tôi gọi là tên là go go XE, đặt bất kỳ tùy chúng ta nhé. Thì cái hàm go này phải là một hàm mà có hai tham biến là x và y, để khi mà chương trình nó truyền từ cái hàm này sang bên này thì nó truyền cái tọa độ x y của con trỏ chuột vào đấy nhé. Rồi tao chạy cái viết cái hàm đó, def go go x y, tùy ta lựa chọn nhé. Nó có hai tham biến là x và y, giống hệt như mà hôm trước bài 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 trước cái hàm xoay cũng có hai tham biến là x và y, thì hàm này cũng vậy. XY. Đây chính là tọa độ của cái con trỏ chuột. Được chưa? Thế mà đơn giản lắm, chúng ta muốn là gì? Muốn là khi chúng ta gọi thì con chuột nó chạy về phía phía XY, đây chính là lệnh go to thôi. Go to XY. Được chưa? Go to XY. Đấy. Cái đơn giản như vậy, có thể là như vậy. Đây là cái hàm, như đây là hàm on screen click này. À, tham biến của nó làm vào làm một hàm khác, như vậy là hàm gọi hàm, khi mà nó gọi đưa tham số này vào, nó gọi hàm này, nó chạy ở đây, chạy ở trên này, và nó truyền hai tham biến xy đưa tọa độ của cái của con trỏ chuột, thì con trỏ chuột nó chạy go to đến xy và y. Chạy thử nhé, bấm đây này, đấy được chưa, nó chạy. Yeah. Thì mình tôi muốn là khi chạy thì nó sẽ xoay hướng về con trỏ chuột thì làm thế nào? Thì muốn đây nó xoay về hướng dưới thì làm thế nào? À, thì có cái lệnh sau đây, có cái lệnh là nó xoay hướng, là cái lệnh có tên là to what, to what đấy, x. Đây lệnh là con chuột là nó sẽ xoay về cái hướng của tọa độ x và y. Chạy thử nhé, này xoay này đấy. Không được à? Chưa, chưa xoay à? Câu tụ XY vẫn chưa được đó. Để kiểm tra một chút cái hàm, nó cái hàm towards hàm này này, chính nó đấy này. Ừ, sao lại không được nhỉ? Go to XE.
thì nha. Xoay thì em tưởng là chỉ có left right thôi, còn toward là di chuyển như thế này. Towards, forward di chuyển, còn towards Thế còn nếu mà xoay xoay con rùa thì tưởng, em tưởng là nó phải quay trái quay phải thì nó là left right là xoay hướng cố định, còn xoay về hướng con giỏ chuột cơ. Lên tâm lên tôi vẫn chạy bình thường xuyên mà. Lần sau nên là thu mình có gõ sai cái gì không, bộ pháp gì không nhỉ? Không sai đúng không? Không sai. Để tôi kiểm tra một chút thôi. Đi. Heo kiểm tra. Nó mà nó chính xác mà. Heo này kiểm tra cái hàng mà. Còn cho là T đúng không? T. Hàm này đấy. À xin lỗi, nó là không phải, xin lỗi thế này, xin lỗi. Nó không phải là ấy, nó không phải là xoay, và nó đây là nó trả lại cái hướng thôi, trả lại cái hướng của trò chuột. Tôi phải làm gì, phải làm lại này, phải viết là alpha bằng, đúng, nó trả lại hướng. Đây là cái hàm nó trả lại cái hướng từ con từ vị trí con trò chuột, con rùa đến vị trí x và y. Chúng ta phải dùng lệnh này, chúng ta phải dùng cái đặt cái góc alpha bằng để trả lại cái hướng của nhau, chúng ta xoay lại, chúng ta dùng lệnh là set heading. Đấy thì bìa mới được nhé. Đấy, tôi nhầm đấy, không phải. Lệnh towards không thôi thì không đủ. Lệnh towards là lệnh là trả lại cái góc cái hướng từ vị trí con rùa đến vị trí x và y. Còn sau chúng ta sẽ phải dùng lệnh set heading, người ta xoay cái ô tô con rùa về hướng đó thì mới được, phải dùng hai lệnh. Đây lệnh này nhá. Đây lệnh này chúng ta sẽ xem lại, nó là lệnh là nó là return cái góc, nó trả lại góc thôi. Vì chúng ta phải dùng lệnh này mới được. Lệnh này nhá. Mình bìa chắc đúng rồi đấy. Lâu không dùng mà quên. Này. Đấy, chính xác rồi nhé. Bây giờ nó xoay đúng như thế này. Thế như vậy là các bạn thấy ở trên, như vậy là ở trong đồ họa con rùa của Python thì ở chế độ, ở đây là tôi đang trình bày rất lệnh rất là đơn giản, và cái mức mức là cơ bản thì chúng ta chỉ làm đến như vậy thôi. Còn nếu chúng ta muốn là tìm hiểu sâu hơn nữa, làm một chương trình nó tương tác mạnh hơn, thì chúng ta phải phải sang cái phần sau, là phần gọi là phần nâng cao nhé. Thì hôm nay chúng ta bị vướng mất cái mất một thời gian, mà tôi không chuyển hết được, thôi được, các bạn về đọc đọc tiếp cái phần đọc tiếp cái cuốn sách của tôi nhé, và làm tập ở, ở trong đó nhé. Được chưa nào? Vậy đây là cái chúng ta có hai cái bài tập để mô phần tương tác là bài B7 và bài bài B8 nhé. Còn cái bài trước từ B1 đến B6 là cái bài về nó về vẽ, nó có cả phần tô màu nhé. Thì như vậy là các bạn thấy không, là đối với mô con rùa của Python là nó mô phỏng lại gần như là chính xác cái logo, và nó có rất nhiều lệnh là quen thuộc. Nếu chúng ta là quen Scratch thì nó rất là quen thuộc. Tất nhiên là chúng ta nó không phải như Scratch, nó vẫn như logo, chúng ta chỉ làm việc với một con rùa thôi, chúng ta không thể làm việc với hai con rùa trên màn hình hay là ba con, và muốn có làm việc với nhiều con chúng ta sẽ phải học sâu hơn nữa nhé. Đây, bản thân tôi cũng đang tìm hiểu cái chỗ này, bản thân mình cũng phải đang vừa 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 xem vừa học thôi, thì vẫn đang tìm hiểu. Thì cho giờ phút này tôi có thể nói rằng là với cái tìm hiểu sâu hơn của cái đồ họa con rùa, chúng ta có thể điều khiển nhiều con cùng lúc trên màn hình được, có thể làm rất nhiều việc khác. Nhưng mà tất nhiên nó không vẫn không thể mạnh, vẫn chưa nó chưa được tìm được cái công cụ nào để nó mạnh như là điều khiển như là Scratch. Đấy, thì muốn có cái muốn muốn Python mà có thể lập trình được mạnh như Scratch thì có lẽ phải phải tìm hiểu và tìm những cái module khác, hoặc là chúng ta có thể phải làm lấy, chúng ta phải tự lập trình lấy những cái module để nó hỗ trợ như là Scratch. Cái đó chúng ta tìm hiểu sau nhé, được chưa nhỉ? Thôi nhưng mà hôm nay là bài chúng ta ngắn, chúng ta dừng lại ở đây nhé. Theo tôi biết là chúng ta còn một buổi nữa là kết thúc thôi, thì buổi sau tôi sẽ nói một bài ngắn nữa về về chương 16, là chương về chương 16 là chương về bắt lỗi. Thì tôi nó qua về bắt lỗi nhé. Bắt lỗi là như này này. Bắt lỗi thì thật ra phần này là phần phần rất nâng cao của Python. Nhưng vì sao tôi đưa vào cái cuốn sách này là vì như này này. Vì trong chương trình của lớp 10 đấy, trong chương trình tin học lớp 10 là có một cái đoạn nhắc đến là học sinh phải học cái phần là kiểm thử và tìm lỗi.
Thì cái câu mà là kiểm thử tìm lỗi bắt lỗi thì nó cũng rất đan, nó có nhiều cách tìm lỗi, có rất nhiều cách để mà ta kiểm thử. Có thể dùng chức năng debug của lập trình, của các cái IDE lập trình thì chúng ta có thể làm. Cũng có thể dùng cái chức năng bắt bắt lỗi exception của Python. Thì cái cuốn cái chương sau tôi nói riêng về cái chuyện là bắt lỗi bằng exception exception của Python. Thì tùy chúng ta có thể hiện nay là chưa biết là cái cuốn sách tin học lớp 10 trong tương lai là nó sẽ dùng cái phần nào, nhưng mà có thể là họ sẽ dùng cái phần này, cái chương 16 này để đưa vào cái chương trình của sách giáo khoa. Cho nên là các bạn là giáo viên cấp 3 nên biết tin học của chương 16 này, nên là cái chương 16 nó phục vụ cho một cái yêu cầu dạy học của học sinh lớp 10, là học sinh lớp 10 là phải học, mặc dù rất đơn giản nhưng mà phải học biết cách là bắt lỗi, biết cách là sửa lỗi của một chương trình đơn giản. Thì đó là nội dung của bài hôm sau, được chưa? Đấy. Quay hỏi gì không nhỉ? Hôm nay chúng ta kết thúc sớm ở đây nhá. À, tôi sẽ kiểm tra xem là cái video chúng ta có bị mất không, không rõ lắm, có bị ảnh hưởng gì không. Em chào thầy. Chào các bạn nhé. Rồi. Con chào thầy. Dừng ở chỗ nào nhỉ? Em chào thầy. Chào em.